5 tỷ. Nhưng sao? Nhưng cái vụ vừa rồi kiếm là em mừng dữ lắm rồi đó anh. Cái vụ vừa rồi chỉ là con số lẻ trong chuyện này thôi. Số lẻ? Anh nghe thông tin là như vậy á. Thiệt anh? 100% chính xác. Rồi anh tính đầu tư nhiêu? Tính anh em biết rồi đó, anh chơi là chơi tới nóc thôi. 5 tỷ. Mẹ. Thành về. Ủa, sao mẹ không vô phòng ngủ đi, ngủ đây làm chi vậy? Trời ơi, ta nói ngồi chờ nó mà Hạnh nó về trễ quá làm sao mà mẹ yên tâm mẹ ngủ cho được. Thôi mẹ cứ vô phòng ngủ đi, con chờ ảnh cho. Ừ, vậy thôi chờ chồng con nghe. Dạ. Sao nay nó về trễ quá vậy? Con cũng biết nữa. Sao bữa nay về trễ dữ vậy ta? Alo, anh Thắng hả? Em suy nghĩ rồi. Lần này em gom hết vốn chơi với anh luôn á. Dạ, 4 tỷ. À khoan, anh em biết làm ăn kỹ cái này nhưng mà có khi nào mình thua trắng không anh? À, anh không có chắc 100% hả? Vì sao em dám anh? Cho em suy nghĩ một chút nữa nha. Anh hả? Sao giờ này chưa về nữa? Anh đang có công việc ở công ty. Sắp xong rồi. Anh về liền giờ á. Em ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Sao anh? Lỡ
Nếu lỡ thôi về nhà đi rồi anh nói chuyện với em ha. Anh chuẩn bị về. Làm gì được hết, làm cái gì cũng hư, làm cái gì cũng gãy đổ hết. Ôi ba, không sao đâu mà, ba đừng có khóc nữa, nhìn con xót lắm. Ba. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ba ơi, con thất bại nữa, ba ơi. Happy birthday to you. Con xin lỗi ba. Vậy rồi hả? Nay ngủ dữ ta. Xuống đó ra rửa mặt kìa anh. Anh! Không! Thì không đánh răng rửa mặt cũng được, mà xuống ăn sáng được không? Alo. Trời ơi anh Thắng ơi, em gọi anh hoài không bắt máy, anh đang ở đâu vậy? Trời ơi mấy hôm nay em lo quá trời quá đất luôn á, không có ngủ được luôn anh. Anh đang ở Singapore với gia đình của anh rồi. Anh đi Singapore là sao? Anh muốn dành những gì còn lại cho gia đình của anh thôi. Anh nói gì vậy anh Thắng? Sao anh nói cái gì mà nghe giống như là anh sắp chết vậy? Trời ơi anh Thắng ơi, tội nghiệp em lắm anh Thắng, em tin tưởng anh lắm. Em mới dồn hết, em đưa cho anh. Cô, sao kỳ vậy ta? Con tính lại rủ Mẫn đi coi phim á. Bà nội, hay là bà nội đi coi phim với con nha. Bà nội không thích coi phim đâu, con bà nội già rồi. Tôi cũng ghét coi phim. Tôi bận lắm. Giờ không có Mẫn ở nhà, vậy thôi, con xin phép con đi về. Con về đi con. Ủa sao ông lại chơi thêm chút nữa? Ba. Vậy hả ông nội? Vậy để con coi. Hay là con ở lại, con đợi Mẫn về. Con ơi, Mẫn đi đâu biết chừng nào nó về đâu. Thôi con cứ về trước đi nha. Dạ. Bữa khác coi chơi con. Con suy nghĩ lại rồi. Hay là bây giờ con đi về nhà, hôm khác còn lại con chơi.
Dạ. Ừ. Con chào cả nhà, con đi về. Ờ, chào nhà, chào con. Con về nha bà nội. Về đi con. Về rồi con. Yeah. Ông đó nè. Đúng là cái mời lớn không à. Ba ơi, mốt đừng có lỡ lời vậy nữa nha ba. Ừ, ai biết, nó ở lỡ. Ủa cái chén tôi đâu vậy? Trời, sao con lấy cái chén qua con ăn luôn vậy? Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Nè con. Dạ. Bộ nhỏ này là bồ của thằng Mẫn hả? Never, never, never. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu mẹ. Thằng Mẫn nó còn nhỏ mà yêu đương cái gì không biết. Chỉ chứ còn thằng Minh yêu Du Mi đó là sao? Yêu hồi nào đâu, hai đứa là chỉ là bạn bè thôi. Với lại bây giờ Du Mi nó bỏ đi rồi, đâu biết đi đâu đâu. Một thời gian nữa Minh thấy nó không quên con bé đó. Ừ, dạo này á mẹ thấy thằng Minh nó cũng vui, chắc nó quên Du Mi được rồi. Dạ. Ăn cơm. Ủa anh, sao tự nhiên uống nước tương vậy? Hả? Mày đi hả? Không uống vắng. Nước tương mà cầm lên rồi. Ủa ba. Ngu, ngu. Thị phạm, ngu. Bắt chước nó. Làm sao vậy trời? Anh. Ủa anh, chưa ăn hết cơm đi đâu rồi con? Anh. Ủa đó. Ủa đó sao vậy con? Mẹ ơi. Sao? Ba. Nó sao vậy? Chồng con bỏ bữa rồi. Rồi rồi sao nó như người mất hồn là sao vậy? Con biết nữa, tại sao chồng con bỏ bữa rồi? Mặt như buồn ngủ vậy á, lại nó đi ngủ á trời. Hay là nó mất ngủ hả? Con đâu biết đâu. Ngộ quá, tự nhiên lấy chén nước tương uống cái ọt. Trời ơi, trời ơi, vậy? Trời đất ơi, mình điên thiệt rồi. Sao tự nhiên dồn hết của cải vô trong đó vậy? Nguyễn Đức Hạnh ơi là Nguyễn Đức Hạnh. Chuyện này chết rồi. Anh Thắng là người cẩn thận, không bao giờ đầu tư cái gì mà không chắc ăn. Yên tâm, đừng tự hồ mình. Trước sau mình cũng giàu thôi. Cười nào. Hạnh ơi Hạnh, à, con giữ cô Bo giùm mẹ đi. Chút nữa mẹ nó tới đó con đưa cho mẹ nó. Mẹ có con chịu đi chút. Ở với bác hai chút nghe. Bà đi. Ở với bác hai đi. Không còn cơ hội cho con ở lâu đâu. Đấy. Bác hai biết con buồn vì chuyện bác hai nè. Nín con. Dạ chào cô chủ. Ủa con, Minh Mẫn rồi. Con không biết, ủa đi từ tối chưa về rồi con. Sao giờ này tụi nó chưa về nữa ta? Không biết đâu, nhìn kỹ. Anh, trời ơi làm gì vậy? Đang ăn. Ăn cái gì nhả ra, nhả giấy kìa. Ngu cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi. Chồng cô bị gì vậy con? Ủa, chồng cô có hỏi con đâu biết đâu. Ba, mẹ. Wow. Ngồi để mày hỏi thôi. Dạ. Mấy bữa ra chồng con bị gì vậy? Con cũng biết nữa mẹ, nhìn ảnh như người mất hồn vậy. Ừ. Chắc chắn là nó bị thua lỗ chứng khoán rồi. Tôi mà đoán là không có sai vô đâu hết trơn trọi. Con thì cũng nghĩ như ba rồi đó, nhưng mà con không nghe anh nói gì hết. Bây giờ phải làm sao đấy ông?
rồi Hạnh ơi.